Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Ocean Edu khai trương chi nhánh Sala tại địa chỉ tòa nhà Temisco, khu đô thị Sala, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Mang theo sứ mệnh đem đến cho các bạn học viên Việt Nam một sản phẩm tiếng Anh cao cấp, chuyên nghiệp, Ocean Edu đặt trọng tâm vào việc mở rộng phát triển mô hình giáo dục tiên tiến. Với một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng nhiều ưu việt về chương trình và phương pháp giảng dạy, Ocean Edu đã và đang khẳng định được chất lượng và vị thế trong việc giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Nhân dịp khai trương, Ocean Edu Sala tổ chức rất nhiều những chương trình ưu đãi đặc biệt dành tặng khách hàng. Khách hàng đến tham quan được kiểm tra năng lực tiếng Anh hoàn toàn miễn phí với đội ngũ giáo viên 100% nước ngoài, đồng thời có cơ hội nhận được nhiều phần quà tặng hấp dẫn. Lễ khai trương được tổ chức long trọng với sự có mặt của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Ocean Edu Sala. Tiếng pháo báo hiệu chính thức khai trương chi nhánh Ocean Edu Sala rộn lên trong sự hồ hởi đón đợi của khách hàng và người dân xung quanh. Trong buổi lễ, những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính những học viên Ocean Edu biểu diễn đã mang đến bầu không khí tưng bừng náo nhiệt. Đặc biệt, đến dự buổi khai trương, khách hàng còn được tham dự phần bốc thăm may mắn với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Buổi lễ khép lại trong niềm hân hoan của toàn thể ban lãnh đạo, nhân viên Ocean Edu và những người dân khu đô thị Sala, phường Phúc La, Hà Đông. I'm very surprised when my son receive this gift. Ocean Edu very comfortable for every children. Và cuối cùng, xin chúc cho ban lãnh đạo, các vị đại biểu, khách hàng, quý phụ huynh, các bạn học viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công.